Mà mình sử dụng MetaQuest 3 thì mình nhận thấy đây là con kính VR có cái trải nghiệm chơi nha, thành thật sự nó quá là ngon luôn. Nhưng mà khoan nói về những cái chi tiết về con kính này nha, nói về cái Vision Pro đi. Thời gian vừa qua thì Apple Vision Pro cũng tạo nên một cơn sốt trên toàn thế giới luôn. Ai cũng quan tâm về nó này. Vô hình chung á, nó cũng khiến cho những cái sản phẩm VR như thế này á, nó cũng sẽ có tìm kiếm nhiều hơn. Nhưng mà anh em cũng biết rồi đấy, Apple Vision Pro thì nó cả 100 triệu một con, nhưng mà con MetaQuest 3 này 13 triệu thôi, nhưng mà nó vẫn có thể làm được nhiều thứ tương tự như là Vision Pro. Ê, từ từ, nói tới đây tôi biết kiểu gì cũng sẽ có kiểu người như thế này nè. Nói như mày thì thằng chạy mẹt vài tỷ với thằng chạy Kia Morning vài trăm triệu thì nó cũng như nhau à? Tất nhiên là như nhau thế. Sao được? 13 triệu thì nó cũng sẽ có những cái giới hạn ở 13 triệu nếu so với một con kính VR gần cả 100 triệu. Nếu ai xem nhiều video về Apple Vision Pro rồi mà thấy người ta kiểu là điều khiển bằng tay rồi xem màn hình, xem phim, kích thước là 100 inch hay là làm việc trên Vision Pro này kia vân vân á, mà kiểu có cảm thấy bị mê quá, thì đây sẽ là cái option giá rẻ cho anh em. MetaQuest 3 13 triệu và đây là top 5 tính năng mà con kính VR này có thể làm được, tương tự như là Apple Vision Pro. Thậm chí nhá, nó còn có tính năng làm tốt hơn cả Vision Pro ở thời điểm hiện tại luôn. Muốn biết chi tiết hơn đúng không? Bây giờ thì bắt đầu và review thôi. Tính năng đầu tiên cũng là cái tính năng cơ bản nhất, đó chính là tính năng mà có thể nhìn xuyên qua kính để tương tác được với môi trường thực tế, hay đúng hơn đó thì cái tên gọi của nó là pass through. Để cho anh em dễ hiểu thì bây giờ mình sẽ đeo kính vào đây nhá. A few minutes later. Rồi, ngon lành rồi đấy. Trông hiện đại tương lai hơn hẳn đúng không? Rồi, bây giờ thì quay lại cái tính năng mà vừa nãy mình có nói nhá. Nó có tên là pass through, tức là nó sẽ cho mình nhìn xuyên qua kính và mình có thể tương tác được với môi trường thực tế. Tuy nhiên những gì mà anh em nhìn được xuyên qua kính á không phải là những hình ảnh thật đâu nha. Nó chỉ đơn giản là được ghi hình và chiếu lại bên trong kính thông qua những cái camera ở mặt trước như thế này thôi. Và chất lượng hình ảnh khi mà pass through á ở trên con Quest 3 nhá, mình thấy là nó vẫn đủ tốt. Mình vẫn có thể tương tác được với môi trường thực tế một cách khá là tự nhiên, như là vừa đeo em này mà vừa nấu ăn cũng được luôn. Hoặc là đeo em này mà mình di chuyển bình thường xung quanh, hay là mình đeo em này để check điện thoại á, hoặc là check nhanh những cái công việc ở trên máy tính cũng khá là tốt. Nói chung á là cái chất lượng của nó đủ tốt để mình có thể tương tác được với cái môi trường thực tế như thế này. Nhưng mà như mình đã nói rồi đấy, 13 triệu thì nó cũng sẽ có giới hạn của 13 triệu. Và nếu anh em để ý á thì chất lượng pass through á nó chỉ tốt khi mà mình nhìn trong điều kiện đủ sáng thôi. Còn thiếu sáng một tí á là nó sẽ noise rất là nhiều. Nó cũng giống tương tự như là câu chuyện của một chiếc điện thoại có một camera nó không quá tốt, thì khi mà quay video á thì nó cũng sẽ noise banh chành như thế này luôn. Còn Vision Pro thì nó sẽ có nhiều những cái camera ở đằng trước và nó sẽ là những cái camera chất lượng hơn, nên là hình ảnh khi mà mình pass through á thì chắc chắn là nó sẽ xịn hơn con Quest 3 này khá là nhiều. Và để cho dễ hình dung á thì chất lượng pass through trên con Vision Pro nếu nó là 10 nha, thì con Quest 3 này cũng được cỡ đâu đó khoảng tầm 6 hoặc là 7 trên 10 điểm. Nói chung á là trong cái tầm giá 13 triệu thì mình thấy như vậy đã là đủ dùng rồi anh em ạ. Thứ hai, đó chính là thao tác điều khiển bằng cử chỉ tay như thế này này. Đó, kiểu như thế này thì con Quest 3 cũng làm được. Đây, mình sẽ thao tác thực tế cho anh em coi nha. Ở đây là mình đang pass through đúng không? Và anh em thấy là khi mà mình đưa tay lên như thế này thì nó sẽ nhận diện được tay của mình nè. Đó. Và đây là cái kịch bản video này mà mình đang mở, tức là nó sẽ khá là hay cho cái việc là mình có thể vừa xem nhìn như thế này và mình vừa xem kịch bản để làm video và nói nó sẽ trơn tru hơn. Và đây sẽ là những cái thao tác cử chỉ tay mà MetaQuest 3 có thể làm được. Đầu tiên là cái cử chỉ mà kiểu bấm bấm như thế này giống Vision Pro á thì ok, con Quest 3 vẫn làm được. Chẳng hạn như là mình có thể chụm tay như thế này đó, và mình kéo lên kéo xuống phần kịch bản này, thấy không đó. Hoặc là mình có thể dùng cử chỉ ngón tay như thế này để mình bấm mở một cái gì đó, đó mình bấm mở này đó, hoặc là mình có thể dùng cử chỉ tay để kéo như thế này. Nói chung là cái thao tác về cử chỉ tay như thế này á, thì nó cũng tương tự như là Vision Pro thôi. Khả năng tracking của nó thì vẫn rất là tốt, không có gì phải nói cả, rất là mượt mà luôn, thấy không? Nhìn rất là tốt luôn nha. Thứ hai đó chính là mình có thể chạm vào những cái icon hay là những cái trạng thái mà đang hiển thị ở ngay trước mặt của mình, như là mình có thể cầm lấy cái này, mình kéo nó đi đó, hoặc là mình bấm vào đây để mình tương tác với nó, hoặc là mình bấm vào để mình có thể kéo lên, kéo xuống như thế này, hoặc là mình có thể bấm vào trình duyệt và mình bấm vào một cái link thì nó cũng sẽ ra một cái bàn phím như thế này và mình có thể nhập liệu như là YouTube và mình có thể search. Những thao tác về cử chỉ tay như thế này thì mình đều có thể làm được một cách bình thường ở trên Quest 3, tương tự như là Vision Pro đấy. Mình có thể lướt cái màn hình này giống như là mình đang lướt ở trên iPad luôn, rất hay đúng không?
Và để làm được điều đó thì tất nhiên là nó vẫn sẽ phụ thuộc vào số lượng camera và cũng như là cảm biến ngay trên con kính VR này nha. Nên là khi sử dụng á, anh em chú ý giúp mình nha, là phải giữ những cái khu vực ở những cái cảm biến camera như thế này á, nó phải thật sạch, thì khi đó những cái tracking hay là kiểu cử động, cử chỉ như thế này á, thì nó mới có thể theo dõi một cái chính xác được. Thứ ba, đó chính là khả năng đa nhiệm cửa sổ ở trên con Quest 3 này thì ok, nó vẫn làm được như là Vision Pro. Đây, chẳng hạn như là cái màn hình của mình đang hiển thị ở đây, đó chính là một cái tab kịch bản của mình đúng không? Bây giờ mình chỉ cần chuyển bấm vào đây để chuyển sang cái chế độ màn hình nó rộng hơn. Đây, mình có thể kéo một cái trình duyệt ra để mình mở thêm một cái cửa sổ như thế này. Nghĩa là ở đây mình đang hiển thị hai cửa sổ, hoặc là mình có thể mở thêm một cái ứng dụng nữa, chẳng hạn như là ứng dụng này, và mình kéo nó qua đây. Đó, mình đang có ba cái màn hình ở ngay trước mặt của mình và mình có thể thao tác bất kỳ màn hình nào cũng được, kiểu như thế này hoặc là như thế này. Đó, ba cửa sổ rất là to chứ mà mình, thậm chí mình có thể kéo gần nó lại nè để mình nhìn nó. Nói chung là về khả năng đa nhiệm của con Meta Quest 3 này thì nó vẫn có thể đa nhiệm được với nhiều ứng dụng và nhiều cửa sổ khác nhau ở ngay trước mặt mọi người. Và có một cái hay á là mọi người có thể scale nó lại tùy theo kích thước mà mọi người muốn, chẳng hạn như ở đây nha, mình sẽ scale cái trình duyệt này lại cho nó nhỏ hơn như thế này thôi. Đó, tuy nhiên sẽ có một số ứng dụng mà mình sẽ không scale được nhá, tức là những cái ứng dụng mà kiểu nó có kích thước cố định như vậy á, chẳng hạn như là cài đặt này, hay là một số ứng dụng mặc định của Meta Quest thì mình sẽ không scale được, nhưng mà ứng dụng trình duyệt thì mình có thể scale một cách bình thường. Ok nhá. Rồi, thì ngoài cái việc mà mình đa nhiệm cửa sổ bằng những ứng dụng có sẵn cho Meta Quest thì mình cũng còn một cái nữa cũng có thể làm được như là Vision Pro. Chẳng hạn như là mình có thể, đó chính là share screen ở trên MacBook hay là laptop Windows lên con Meta Quest này và mình dùng nó một cách rất là bình thường, và mình cũng có thể đa nhiệm nhiều cửa sổ cũng được luôn. Nói chung á, đây là một cái rất là hay, tức là nó vẫn có thể dùng những cái màn hình ở trên laptop Windows hay là macOS và nó chia sẻ màn hình ở lên trên con Quest 3 này, và mình có thể sử dụng nó để làm việc các thứ cũng được luôn. Nói chung là tương tự như là Vision Pro nha. Thứ tư, đó chính là một cái tính năng, đó chính là đẩy anh em vào một cái không gian ảo khác. Thì Vision Pro nó làm được cái kiểu đó bằng cách là nó sẽ dùng một cái Digital Crown để xoay. Còn với Meta Quest 3 thì mọi người cũng có thể vào một cái không gian ảo. Chẳng hạn như là mình chỉ cần bấm vào cái hình biểu tượng kính ở đây là mình sẽ được đẩy vào một cái không gian hoàn toàn khác luôn. Tức là một cái không gian ảo, mình không nhìn thấy ở ngoài cái gì nha. Nhưng mà nếu trường hợp mình chỉ cần đi ra khỏi cái vùng an toàn này, kiểu như mình lúi đầu lên, đó, mình sẽ quay trở về bình thường, đó, như thế này. Còn mình chỉ cần đi vào thì nó sẽ trở về, đó chính là cái không gian ảo của mình. Và tất nhiên là con Meta Quest này cũng có thể cho mọi người, đó chính là tùy chỉnh những cái không gian khác nhau ở ngay trong này luôn nhá. Đây, nó sẽ có khá là nhiều những cái chủ đề khác nhau ở trong này để cho mọi người có thể lựa chọn. Chẳng hạn như là mình có thể chuyển sang một cái vùng núi tuyết. Đó, kết hợp thêm cả tính năng đó chính là làm việc đa nhiệm như là share màn hình từ Windows hay là laptop macOS lên đây nữa, thì mình có thể làm việc trong cái không gian rộng lớn như thế này, như kiểu là mình đang trong một cái vũ trụ khác luôn đấy, rất là hay. Đó, thì nó làm tương tự như là Vision Pro. Tính năng thứ 5 cũng làm được tương tự như là Vision Pro, nhưng mà con Meta Quest 3 này thậm chí nó còn làm tốt hơn, trong khi mức giá của nó chỉ có 13 triệu, của Vision Pro gần cả 100 triệu cơ. Đó chính là về khả năng gaming ở trên một con kính thực tế ảo. Thì Meta Quest 3 nó có thể chơi được khá là nhiều game hay nha, đặc biệt là những cái tựa game bắn súng, và nó chơi và tương tác rất là thật luôn. Lý do tại sao nó lại tương tác thật được là bởi vì còn Meta Quest 3 nó sẽ hỗ trợ thêm, đó chính là những cái controller. Cụ thể là mình sẽ có hai cái controller để mình cầm trên tay, và với những cái tựa game bắn súng á thì nó có thể nhận diện đây giống như là những cái cây súng mà mình đang cầm trên tay, và nó có những cái tương tác rất là thật. Khi mà mình bóp cò để bắn á thì nó cũng sẽ rung ở trên cái phần controller, nên là mình cảm giác chơi game nó sướng hơn rất là nhiều so với Vision Pro hiện tại chỉ là một số những cái tựa game cơ bản, những cái tựa game VR kiểu như là chém trái cây vân vân, thì nó thật là những cái tựa game đó nó không cho một cái trải nghiệm đã như là chơi game ở trên Meta Quest 3 đâu. Tổng kết lại thì đó là top 5 những cái tính năng mà Meta Quest 3 cũng làm được tương tự như là Apple Vision Pro, trong khi con này chỉ có 13 triệu, Apple Vision Pro gần cả 100 triệu. Nhưng mà anh em lưu ý, có những cái tính năng nó sẽ có những cái mặt hạn chế, như là về chất lượng phần cứng của nó là không đạt được cái mức độ tốt như là Vision Pro, chẳng hạn như là số lượng cảm biến camera này kia thì Vision Pro nó xịn hơn, nó nhiều hơn, nên là khả năng tracking của nó sẽ tốt hơn, như là về cử chỉ tay, hay là nó còn có tracking theo mắt hay là nhận diện theo mắt nữa để điều khiển những cái tính năng ở bên trong Vision Pro. Rồi cũng như về chất lượng pass through qua những cái camera đằng trước á, thì Vision Pro nó vẫn làm tốt hơn, bởi vì phần cứng của nó xịn hơn mà, giá nó đắt hơn mà. Còn Meta Quest 3 13 triệu thì mình thấy là vẫn đủ tốt để trải nghiệm những cái tính năng tương lai như thế này. Và nếu anh em thích mình làm thêm nội dung về Meta Quest 3 và những cái trải nghiệm về Meta Quest 3 thì đừng quên để lại comment luôn. Mình là Gà Tổng, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace.